Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các bước để tiến tới hạn chế xe cá nhân, đặc biệt là xe gắn máy nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, lượng xe cá nhân, cả ô tô và xe gắn máy được đăng ký mới vẫn liên tục gia tăng mỗi ngày. Thêm vào đó là hệ thống giao thông công cộng chưa hoàn thiện cũng đang khiến cho chủ trương hạn chế xe cá nhân của thành phố gặp nhiều khó khăn. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến giữa tháng 4 năm 2019, đơn vị đang quản lý gần 9 triệu phương tiện các loại, trong đó chỉ riêng xe mô tô gắn máy đã hơn 8 triệu xe. Tỷ lệ chiếm dụng mặt đường chủ yếu là xe ô tô con và xe gắn máy, trong đó xe gắn máy chiếm tỷ trọng gần 73%. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần phải hạn chế xe cá nhân, đặc biệt là xe gắn máy, nhưng phải có lộ trình để ít ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng. Trong khi tuyến metro số 1 và số 2 chưa hoàn thành, thì lượng hành khách đi xe buýt vẫn đang ngày càng sụt giảm, chất lượng phục vụ còn thấp. Đây là một trong những vấn đề tồn tại mà thành phố cần phải sớm khắc phục nếu muốn tiến tới việc hạn chế xe cá nhân, hạn chế xe gắn máy. Một phần nữa cũng cần có sự đồng thuận của người dân, góp phần giảm ùn tắc cho giao thông đô thị.